lần đầu tiên đón Trung Thu ở Hàn Quốc sẽ như thế nào, mọi người cùng mình tìm hiểu nha. Nhà mình là sẽ chuẩn bị trước một ngày cho lễ Trung Thu. Sáng sớm thì mình cùng với mẹ chồng mình lên ruộng để mà lấy một ít rau củ quả đem về nhà. Cái kho này là kho lạnh đó mọi người, là rau củ quả mẹ mình thu hoạch xong á là sẽ bảo quản trong cái kho này. Mình qua gần 2 tháng rồi nhưng mà chưa có lên ruộng tham quan lần nào hết trơn á. Mình thì cứ kêu chồng mình là chở lên ruộng chơi hoài à, nhưng mà chồng mình nói là ruộng xa lắm, khi nào có dịp thì mới chở lên. Ở bên trong nhà kính là mình sẽ trồng táo với lại rau củ quả, còn bên ngoài thì sẽ trồng lúa. Rau đem về thì cả nhà xúm lại cùng nhau lặt, rồi sau đó mẹ mình sẽ đem đi muối kim chi. Tới chiều thì cả nhà mình cùng nhau đi mua trái cây, với lại ghé qua siêu thị mua một ít đồ ăn để mà chuẩn bị qua bữa sau là mình nấu cúng. Vợ chồng mình sẽ ngủ lại ở nhà mẹ một đêm. 7 giờ sáng là mẹ mình đã nấu nướng xong xuôi hết trơn rồi. Con trai cháu trai trong nhà thì sẽ ra cúng bái. Sau khi cúng kiến ăn uống xong xuôi hết thì mọi người đi về. Còn hai vợ chồng mình với chị chồng mình thì ở lại chơi. Mỗi lần qua nhà mẹ chồng mình là mình thường lấy chiến mã của mẹ mình ra, rồi mình chạy vòng vòng mình phá lạng phá sớm chơi gì đó. Chủ yếu là tôi tia mấy cây hồng này nè, khi nào chín là tôi vặt hết. Hồng này là mọc dại mọi người, không ai ăn không ai hái hết trơn á, tại vì ăn nó chắc ngầm mà ăn cũng có được nữa. Tôi hái cho vui vậy thôi chứ tôi cũng không có ăn đâu. Cây táo này ăn cũng có được nha, sâu không à. Này là dưa Hàn Quốc á, mẹ mình trồng á, có dây một hồi mà quá trời trái luôn, nhìn thấy mê rồi đó. Ta nói ở ngoài chợ nhóc luôn nhưng mà không có ham bằng của nhà trồng nha. Nhà trồng á nhìn là mê liền, mặc dù là ăn không ngon nhưng mà mình cảm thấy là vẫn rất là ngon nha. Tôi là phái cây trái dữ lắm luôn, cho nên lần nào mà qua nhà mẹ chồng tôi là tôi ngồi một chút xíu là tôi đi ra ngoài sân tôi dòm này dòm kia không à, tôi không ở trong nhà được. Tới chiều gần về là mẹ mình xách bọc ra hái cà để chuẩn bị cho con đem về. Chơi tới chiều thì ba chị em tôi lại rủ nhau đi uống cà phê. Tới tối ăn cơm chung với mẹ chồng xong rồi thì ai về nhà nấy, rồi nãy nay mới xu đồ đem về.